sáng nay trên đất nước có mùa xuân thắm tươi, đấng giác ngộ tuyệt vời đang ung dung bước tới. Ta đã từng may mắn quy y giáo pháp người, hãy cho ta tán thán con đường tới an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính lễ chư tôn đức tăng ni. Chương trình Duyên Lành Cửa Phật trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính thưa quý vị, chương trình Duyên Lành Cửa Phật là diễn đàn chung cho mọi Phật tử gần xa cùng nhau chia sẻ những pháp học, pháp hành và để giúp cho bản thân của mình được tinh tấn, cũng giống như là giúp cho gia đình rộng hơn thì cho cộng đồng và cho xã hội. Kính thưa quý vị, hôm nay chương trình Duyên Lành Cửa Phật rất vui mừng được giới thiệu quý vị một khách mời tiếp theo đến với chương trình, đó là đạo hữu Diệu Nho, là một Phật tử của đạo tràng Bồ Đề Phật Quốc, thường xuyên sinh hoạt những buổi tu bát quan trai giới và những buổi tu học cuối tuần. Thì Minh Từ xin kính chào đạo hữu Diệu Nho, xin kính mời đạo hữu gửi lời chào đến quý khán thính giả của chương trình hôm nay. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bậc quý thầy và sư cô, kính thưa quý Phật tử cũng như là Thanh Nhã, xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình, xin chào anh. Dạ, dạ vâng. Dạ thưa, duyên lành là mình cũng rất là may mắn bởi vì Thanh Nhã sinh ra trong một gia đình mà ba mẹ và ông bà ngoại thì là đạo Phật gốc. Và hồi xưa thì là ba cũng ăn chay trường, ba đọc kinh cho tới tận bây giờ luôn. Thanh Nhã còn nhớ là hồi lúc khoảng chừng 4, 5, 6 tuổi gì đó, theo ba đến chùa đọc kinh. Thì là hồi đó nhà của Thanh Nhã Việt Nam là ở Thủ Đức, thì chùa là đi băng qua đường là đã có chùa rồi. Cho nên mỗi ngày theo ba đến đọc kinh, cái đem theo đồ chơi vỏ túi áo, xong vì xuống lại Phật cái đồ chơi nó rớt ra ngoài, rồi sư cô cười, sư cô mình thì sợ bị sư cô la, nhưng mà mấy sư cô thấy thương sư cô cười. Cho nên là mình cảm thấy mình may mắn bởi vì mình được sanh ra trong một gia đình có nguồn gốc về đạo Phật, và mẹ cũng cho nghe thuyết pháp. Rồi đến bây giờ thì mẹ cũng nhắc nhở là ngày rằm ăn chay, rồi có duyên để mà đến thọ bát quan trai vân vân, thì mình rất là vui bởi vì làm được những cái chuyện như vậy và có cơ hội. Dạ. Cảm ơn cái lời chia sẻ lần đầu tiên. Dạ. Về vấn đề hoàn cảnh mà biết đến nhà chùa và Phật. Dạ. Thời gian đó thì cái đó cũng là một cái duyên lành rất là sớm. Dạ. Mình đã biết đến đi lễ chùa và nhà. Dạ. Từ khi bé. Dạ. Vậy thì trong những cái lúc mà tham gia hoặc là đi lễ Phật hoặc là đến chùa như vậy với gia đình theo cái phong tục giống như là đa số chúng ta thường theo, đó là theo gia đình và truyền thống là như vậy, thì đến khi nào thì Phật tử Diệu Nho biết thọ tam quy ngũ giới? Dạ thưa, thật ra hồi nhỏ là ba chị em đã được mẹ cho quy y rồi. Em nhớ là ở chùa ở Biên Hòa hồi nhỏ xíu rồi. Lúc đó thì thật sự mình không còn nhỏ quá, mình không ý thức và mình không hiểu gì hết. Nhưng mà nếu mà có dịp được quy y lại thì em nghĩ là em cũng rất là muốn. Bởi vì mình có thể là mình hiểu rõ hơn về những quy luật trong Phật Pháp và mình được học nhiều hơn ạ. Đạo hữu có tìm hiểu vì và về Phật Pháp hoặc là về giáo lý của Phật trong những cái lúc mà mình đi lễ chùa như vậy hay không? Dạ thưa anh, thật ra là mẹ là cô giáo, Thanh Nhã xin phép chia sẻ một chút xíu. Thì mẹ cũng rất là bận rộn và mình ý thức được hoàn cảnh gia đình như vậy. Cho nên là hồi xưa thì Thanh Nhã vừa học nhạc viện, vừa học phổ thông ở Thủ Đức, rồi vừa đi làm thêm giúp cho ba mẹ. Rồi vừa tốt nghiệp nhạc viện thì Thanh Nhã lại qua Mỹ, rồi lại tiếp tục vừa đi học vừa đi làm, có thể nói là làm đi đàn 7 đêm luôn trong một khoảng thời gian rất là lâu. Rồi ban ngày cũng kiếm việc này việc kia làm, cho nên là cái việc mà đến chùa, cái việc mà mình tu tập thì là một cái ước mơ mà Thanh Nhã rất là muốn làm. Tuy nhiên nó cũng có những cái hạn chế. Thứ nhất là mình nhiều việc quá, mình có đến chùa thì mình cũng không có thể nào trong đầu óc mình nhớ hết những cái gì thầy giảng.
Tuy nhiên là để hạn chế những cái thiếu sót mà mình không có thể mình sử dụng được, thực hành được, thì là em đi ăn chay hoặc là đến chùa thì xin những cái đĩa CD mình bỏ vào xe để mình ráng cố gắng mình nghe thường xuyên hơn. Rồi mỗi tối ngủ hay là mỗi khi có những cái vấn đề nào gút mắt trong cuộc sống thì Thanh Nhã cũng cố gắng là mình lên YouTube mình nghe thầy giảng, hoặc là vào Bồ Đề Phật Quốc .org để mà nghe. Không có hiểu về những cái bài học thầy giảng, bài cũ hoặc bài mới mình chưa kịp nghe thì mình tìm đến những cái video clip đó để mà mình cố gắng mình học thêm một chút xíu từng ngày. Và bên cạnh đó thì là Thanh Nhã cũng cố gắng giống như là mình đọc kinh mỗi một ngày. Buổi tối thì mình đọc chú Đại Bi, hoặc là trên lúc mình đi đường hay lúc nào có chuyện gì mà mình cảm thấy khó khăn là mình cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tòng Thinh Cứu Khổ Của Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Rồi có khi mình lại đọc chú Phổ Môn, rồi mình lại đọc Thủy Sám, vân vân. Dạ, mình ráng cố gắng mình bồi đắp những cái gì mà mình thiếu sót. Đương nhiên nó sẽ cần thời gian, nhưng mà em nghĩ là khi mình cố gắng thì mình sẽ có cái duyên, và trời Phật phù hộ mở đường để mình có cơ hội để mình làm chuyện đó. Dạ vâng. Cảm ơn lời tâm sự như vậy. Dạ. Thì trong những cái lần mà như đạo hữu chia sẻ thì có duyên lành học hỏi, cũng tìm hiểu lấy và cũng có thể đi đến nhiều nơi, nhiều chùa. Vậy thì vì cái nhân duyên gì mà biết đến Bồ Đề Phật Quốc? Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Thật ra Thanh Nhã thấy cũng có cái duyên lắm. Tại vì mình đã được biết thầy trên TV nè, rồi được nghe tiếng của thầy rất là cao lớn. Cho nên mình không nghĩ là đến một ngày mình lại có thể là đến nơi này, được trực tiếp nghe thầy giảng, được trực tiếp tiếp trò chuyện với thầy, và được thầy chỉ dẫn đường đi nước bước trong cái công việc tu học của mình. Đó là một cái điều mà Thanh Nhã biết ơn rất là nhiều. Trở lại với vấn đề câu hỏi của anh, thì là cách đây mấy năm Thanh Nhã đã được biết đến Bồ Đề Phật Quốc và biết đến thầy, nhưng mà mình cũng có thói quen sinh hoạt những chùa gần cái nơi mình ở, cho nên mình cũng không có, chưa có điều kiện để mình mở rộng ra thêm. Rồi có một dịp là chị Quang Phương, chị có giới thiệu Thanh Nhã đến chùa, thì Thanh Nhã dắt mẹ đến chùa trong dịp lễ Tết. Mình thấy wow, cái ngôi chùa này mình thích quá. Mình được gặp thầy trực tiếp, rồi mình thấy cái không khí của chùa giống như những cái gì mình thấy trên internet. Thì cũng là cơ duyên đến một lần đó, xong rồi cái bận rộn, rồi cái mình trở về cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà đến thời gian gần đây, thì khoảng trong một năm gần đây, thì cũng là chị Quang Phương. Dạ, Thanh Nhã biết ơn chị rất là nhiều, bởi vì chị giao cho Thanh Nhã cái duyên để đến thầy nhiều hơn, để gặp thầy, được thầy chỉ dẫn của mình, cho mình tìm đến Thọ Bát Quan Trai, rồi mình đến những sáng chủ nhật để mà mình giúp ích trong cái con đường tu tập của mình. Thì Thanh Nhã nhân đây cảm ơn thầy Huyền Châu rất nhiều, và cũng cảm ơn chị Quang Phương đã tạo điều kiện và dẫn dắt Thanh Nhã đến nơi đây. Dạ vâng. Phật tử Dự Nho có thể cho biết những cái cảm nhận lúc mà mình lần đầu mình đến cái địa điểm ở đây hay không? Địa điểm ở đây có gần nhà mình mà có thể dễ tìm hay không? Dạ vâng, địa chỉ ở đây thì ngay trung tâm của Little Sài Gòn, rất là dễ tìm kính thưa quý vị, và cũng khá là gần nhà. Dạ, đó cũng là một cái cơ duyên lành cho mình rồi, tạo điều kiện cho mình rồi. Việc còn lại là mình phải tự cố gắng nhiều hơn nữa. Cái ấn tượng đầu tiên Thanh Nhã thấy đây là một cái nơi rất là thanh tịnh, trang nghiêm, và những cái buổi khóa tu, những bữa thọ bát quan trai và những bữa sinh hoạt của sáng chủ nhật thì thầy làm một cái đạo tràng rất là tôn kính. Phật tử đến rất là đông, tượng Phật thì rất là đẹp, hoa trang trí, rồi mình nhìn một cái không gian của cái Buddha Hall nó rất là đáng kính, trân trọng, và mình cảm thấy giống như là một cái không khí rất là gần gũi, ấm cúng. Và quý vị Phật tử nào đến cũng lại Phật, rồi mặc áo tràng, tất cả mọi người ngồi, mặc dù Covid nhưng mà mọi người ngồi giữ cái sự tôn trọng với nhau. Rồi bên ngoài cũng có những tượng Phật để chúng ta đi khắp nơi chúng ta lễ Phật. Rồi có tượng mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát ở phía ngoài. Bên cạnh đó là em thấy là những cô chú ở ngoài phía hậu cần đó chuẩn bị những cái bữa ăn chay đầy đủ cái chất dinh dưỡng cho quý Phật tử. Thì đây là một cái điều thật sự em thấy rất là vui, và mình thấy mình rất là thích được đến chùa. Mình mong mình đến và mình cảm thấy rằng
Ủa tại sao hồi xưa mẹ cũng có giải thích với mình, có chia sẻ với mình là thọ bác quan trai rất là tốt, con ráng đi. Nhưng mà tự nhiên sao mình sợ, bởi vì cái tính chất công việc của mình sợ mình không có đảm bảo được cái việc tu hành thọ bác quan trai nó tốt. Và bây giờ khi mình trở lại, mình đón nhận một cái không khí mà thanh tịnh trang nghiêm, rồi nó đáng kính như vậy, mình nói tại sao mình không có làm cái điều đó sớm hơn. Tại sao mình ở ngay đây mười mấy năm mà mình lại không cố gắng mình tìm nó sớm hơn. Nhưng mà em nghĩ đây cũng là cái cơ duyên để cho em có điều kiện rồi, cho nên em thấy là em thích và nó ấm cúng như không khí gia đình vậy đó anh. Dạ vâng. Vậy thì từ những cái lúc mà mình đã quen đến cái bước chân đến cái viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc, thì trong cái sự tiếp xúc với địa điểm này, thì Phật tử Diệu Nho có biết rằng là ở đây có những cái chương trình giáo dục đào tạo cho các học viên hoặc là Phật tử muốn tìm hiểu học hỏi về đạo Phật, về các giáo lý của Phật pháp, thì chắc rằng là vì cái hoàn cảnh chưa có thuận tiện hoặc là chưa có sắp xếp được, cho nên là chưa có tham dự những cái chương trình học của viện đang là tổ chức đây. Nhưng mà hiện thời thì Phật tử Diệu Nho cũng là rất là chăm chỉ để mà đến mà tham dự những cái chương trình thọ tu bắt con trai giới hoặc là những cái buổi tu học cuối tuần. Thì Phật tử có thể chia sẻ những cái cảm nghĩ hoặc là những cái buổi mà mình tham dự trong các chương trình như là tu bắt con trai giới như thế nào? Dạ thưa, Thanh Nhã cảm thấy rất là vui và mình nôn nao được đến ngày thọ bát quan trai giới, bởi vì theo Thanh Nhã được biết đó là một ngày giống như là công đức vô lượng. Mình đến được nghe thầy truyền giới, rồi mình sám hối, mình đọc kinh, mình quỳ lại Phật, rồi mình được nghe thầy giảng, rồi được dùng bữa cơm trưa với quý thầy, quý sư cô, rồi mình cảm thấy được là cái tâm của mình nó lắng động lại. Những cái khó khăn của mình, cái gút mắt của mình cảm thấy giống như là mình có cơ hội để mình sống chậm lại, để mà mình đối phó với nó, mình tìm được cái đường đi nước bước mình gỡ được. Tuy nhiên nó phải cần cái thời gian và nó phải cần cái sự nghiêm túc để mình làm cái chuyện này nữa. Cho nên là Thanh Nhã hy vọng rằng mình sẽ có nhiều điều kiện hơn và mình thu xếp được công việc để mà mình đến với thọ bát quan trai cũng như là những cái khóa tu học mà thầy đang hướng đến cho giới trẻ. Dạ vâng. Có Diệu Nho có thấy rằng là một ngày tu học bát quan trai giới đem lại cho mình những sự an vui lợi lạc nào hay không, và có biết rằng là đó là một ngày tập tu xuất gia hay không? Dạ vâng. Hồi đó cách đây mấy năm mẹ Thanh Nhã có chia sẻ, thì lúc đó là Thanh Nhã cứ nghĩ là chết rồi, bây giờ mình là một người nghệ sĩ, mình phải son phấn, mình phải đeo bông tai, rồi mình phải đẹp, phải hát ca đàn trên sân khấu, rồi làm sao mình trọn vẹn được. Rồi kể cả cái phone của mình phải coi Facebook để em bán hàng, hoặc là mình phải coi video clip để mình soạn bài cho những cái chương trình ca nhạc. Rồi làm sao đây? Nhưng mà Thanh Nhã có hỏi chị Quang Phương, chị nói bây giờ em à, chị Quang Phương là một người Phật tử là có tâm Phật và hiểu rõ về Phật thuộc kinh lào lào luôn, cho nên Nhã rất là tin tưởng và rất là vui có chị bên cạnh để dìu dắt và chỉ dẫn cho Thanh Nhã. Chị có nói em ơi, bây giờ mình có những cái khó khăn nhưng mà mình vẫn cố gắng, mình vẫn tìm đến thọ bát quan trai, mình cái tâm, cái lòng của mình đến thì những khó khăn từ từ mình sẽ được khúc mắc, còn hơn là mình ngồi đó mình cứ sợ những khó khăn, mình không có làm gì hết thì suốt cuộc đời cũng không bao giờ mình làm gì được. Và trong thọ bát quan trai thì Thanh Nhã đến thật sự những ngày đầu tiên thì mình thấy nó có nhiều khi em đến và em mệt, giống như là em rất là mệt. Những cái ngày đó cái tinh thần mình nó yếu lắm, mình có những cái chuyện không có may đến với mình thì mình tìm đến đó. Nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày, tự nhiên cái từ cái bữa mà ngày đầu tiên mình mệt, mình ăn không nổi, cái bữa thứ hai cái em ngồi kế chị Quang Phương, em ăn hết nguyên hộp cơm luôn, chị vui lắm. Mình khỏe lên, cái mình đọc kinh được, mình nghe được. Xong cái ngày thứ ba, thứ tư mình nói ủa sao cái bữa thọ bát quan trai này nó nhanh quá, trôi qua quá là nhanh. Rồi xong cái về nhà Thanh Nhã lại cảm thấy rằng mình lau chùi cái restroom, cái sink của mình, cái vô tình mình thấy con kiến trong cái khăn, cái mình nói chết rồi, không biết nó có chết không. Mình lật mình đọc kinh, mình sám hối, mình nói bình thường những cái chuyện này mình không để ý lắm, nhiều khi mình vội vã công việc quá, nhưng khi mình đi tu về tự nhiên mình thấy mình biết nó là như vậy,
mình sống chậm lại, mình ăn nói mình cẩn thận hơn, mình không có nói dối, mình cũng không có cần phải ăn nhiều. Em thì thật sự em đi làm rất là nhiều, em không có thích ăn. Nhưng khi mà đi bát quan thọ bát quan trai, mình thấy mình ăn một cữ, rồi xong bữa tối mình uống nước hoặc uống sữa, mình quen cái bụng. Mình không có cần phải đem đồ ăn vô người mình. Nó vừa đỡ mất thời gian mà người mình nó khỏe hơn. Rồi tự nhiên cái mình nói mình phải thận trọng. Rồi cái mình cảm thấy cái người mình nó thích, và mình thích được đi, mình thích được vào cái môi trường đó. Em thích ngày nào mà có thọ bát quan trai, em đến em ngồi ngay một góc đó, em ngồi ngay là nghe thầy giảng, nghe đọc kinh. Và mình có bạn nào mà có những cái khó khăn trong cuộc sống, mình cũng giới thiệu bạn và mình gửi cho bạn cái lịch thọ bát quan trai. Và cũng đã có một số bạn đã tìm đến thọ bát quan trai rồi. Và em cảm giác rằng cái thứ nhất là cái tinh thần của mình nó được tháo gỡ những cái khó khăn, những cái khúc mắc. Cái thứ hai là em thấy sức khỏe của mình nó tiến triển hơn. Ngay cái lúc mình đang stress quá nhiều thì tại sao mình lại say no? Cho nên là thật ra có những cái khó khăn rất là nhiều. Bởi vì là có những cái bữa ngay lịch thọ bát quan trai thì ngay buổi tối đó là buổi chiều là Thanh Nhã lên TV show, cũng phải nói chuyện với quý vị, cũng phải trang điểm, cũng phải trước ánh đèn. Rồi buổi tối phải đi đàn cho những chương trình. Có khi em vừa làm MC, có khi em vừa đàn, có khi vừa là hát luôn. Rồi công việc của mình phải đi tiếp xúc mọi người. Rồi có khi mình phải cầm cái ly rượu, mình phải cảm ơn mọi người đến ủng hộ mình trong những cái show diễn. Thì những cái ngày đó thì em chỉ cầm ly sâm thôi, tại vì cái màu sâm nó cũng giống như rượu. Thì mình cũng cảm ơn mọi người, mình bớt nói lại và mình cũng bớt cười giỡn lại. Rồi mình không có sực vào thơm. Thì trước khi làm những cái việc đó thì vì cái tính chất công việc cho nên Thanh Nhã cũng lo lắm. Mình sợ mình phải một trong những giới đó. Thì em chỉ biết là Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát, cầu nguyện cho quý trời Phật phù hộ cho con, là vì tính chất công việc con phải làm những cái chuyện mà con không có muốn đụng tới, thì mong trời Phật bỏ qua cho con. Thì cứ thế mà mình vẫn cố gắng mình đi thọ bát quan trai. Và mỗi khi công việc mình phải đàn, phải hát, phải make up này kia nọ, thì em cầu nguyện em xin trời Phật tha lỗi cho mình thôi. Chứ thật ra vì công việc mà mình phải đợi chỉnh chu nguyên một ngày để mà mình làm, thì em nghĩ là mình không có điều kiện để mà mình đến với thọ bát quan trai. Cho nên em cũng hy vọng rằng mình có điều kiện để mà mình được học, mình được hiểu nhiều hơn, và mình cũng có điều kiện để thu xếp trọn vẹn những cái khóa tu, những buổi thọ bát quan trai để nó tốt hơn, không những cho bản thân mình và cho gia đình của mình nữa. Sẵn đây thì mà mọi người đều có biết rằng là Phật tử Diệu Nho cũng là một người sinh hoạt ở trong nghệ thuật. Thì Minh Từ muốn Phật tử Diệu Nho cho quý khán giả của chương trình Duyên Lành Cứu Phật hiểu được rằng là cái pháp danh mà Diệu Nho của Thanh Nhã đó là có từ lúc nào? Dạ vâng, như hồi nãy Thanh Nhã có chia sẻ với anh và quý vị khán thính giả là hồi nhỏ xíu là hình như là em không nhớ, khoảng chừng em nhớ cái lúc mà em gái em sinh ra là lúc trong vòng 1 năm là đã mẹ chở xe máy bồng em đến chùa Biên Hòa để lấy pháp danh. Thì là em nghĩ chắc cái lúc mẹ cho em với lại chị hai cũng lấy pháp danh ngay cái lúc nhỏ xíu đó, thì lúc đó là chắc không nhớ, không biết gì hết rồi. Nhưng chỉ biết là cứ hễ vô chùa thì là sư cô với lại mọi người gọi mình bằng Diệu Nho là cái pháp danh của mình. Dạ. Vậy thì bây giờ Phật tử Diệu Nho cũng là một người sinh hoạt ở trong nghệ thuật, là ca sĩ, nhạc sĩ hay là nghệ sĩ? Dạ thưa em là đánh đàn piano và em thích hát cho vui chứ cũng không có làm ca sĩ. Nhưng mà cũng có nhiều chương trình thì mọi người muốn Thanh Nhã vừa đàn vừa hát. Song song đó thì Thanh Nhã cũng làm TV show, host cho những cái đài TV, đài sát TV. Rồi cũng là diễn viên trong một số vở kịch. Dạ vâng. Vậy thì cũng mà công việc cũng bận rộn nhiều ha. Dạ cũng mà, thì đó sắp xếp được cái thời giờ để mà đến tu học Bát Quan Trai Giới. Cũng là một sự là khéo sắp xếp, cũng là một cái điều mà nên tiếp tục làm như vậy để mà lợi ích cho chính bản thân mình, chính như là Phật tử Diệu Nho hồi nãy có chia sẻ một chút xíu. Tức là nhờ cái buổi tu học Bát Quan Trai Giới, ăn một ngày một bữa như vậy mà làm cho mình thấy khỏe. Coi như là không cần phải ở đây á. Dạ vâng, nó thành cái thói quen luôn đó anh.
mấy ngày sau mình không thích ăn nữa. Ừ. Cái bao tử mình nó vừa nhẹ và mình cảm thấy mình ăn, mình muốn ăn cái gì nó healthy. Ừ. Và thêm một điều nữa là anh nhớ là sau khi mình đọc kinh, mình cầu nguyện xong hết, mình ra ngoài ăn, thì trước khi bữa ăn của Thọ Bát Quan Trai là mình cũng có đọc kinh. Cái ly nước mình cũng cầu nguyện không có cái chất độc gì trong đó. Hoặc là mình cũng ăn xong rồi mình cảm ơn bộ phận hậu kỳ để mà chuẩn bị cho những cái bữa ăn đó. Mình biết ơn cái bữa cơm ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng từ cái người làm ra cái bữa cơm đó. Mình học được rất là nhiều. Dạ. Đó là những cái lợi ích trong cái buổi thọ Bát Quan Trai Giới. Dạ. Ngoài ra thì Phật tử Diệu Nho cũng có tham dự những cái buổi mà tu học cuối tuần ở Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Dạ. Thì trong những cái buổi học và buổi tham dự đó thì có điều gì mà Phật tử Diệu Nho có nhân dịp này muốn chia sẻ với lại quý khán thính giả hay không? Dạ vâng, Thanh Nhã thì thật ra cái nghề của Thanh Nhã cuối tuần thì khá là bận rộn, bởi vì là thứ bảy chủ nhật là ngày mấy bé được nghỉ học, cho nên là học đàn piano rất là nhiều. Thì có buổi sáng chủ nhật nào đó mà mấy bé nào nghĩ là cô giáo xin phép là trốn đến chùa liền, hoặc là có nhiều khi có những bữa mà chị Quang Phương nhắc Thanh Nhã hôm nay thầy giảng hay lắm, tranh thủ đến đi, đến đọc kinh từ 10 giờ tới 10 giờ 45 là tụng kinh Thần Chúa Lăng Nghiêm vân vân ha, rồi hồi hướng xong rồi sau đó thầy giảng về kinh Pháp Hoa vân vân, thì Thanh Nhã ráng thu xếp giờ học trò trẻ chút xíu để mình có thể mình đến với cái buổi giảng của thầy. Thì như Thanh Nhã nói là thứ nhất là mình đến chùa mình được đọc kinh nè, mình được niệm Phật nè, mình được nghe thầy giảng những cái bài kinh rất là hay. Hồi trước đây thì thật sự vì công việc, vì cuộc sống đi làm rất là nhiều, Thanh Nhã không có nhiều thời gian, mà bây giờ thì mình cũng bận rộn nhưng mà mình ráng cố gắng mình thu xếp, và càng ngày thu xếp như vậy thì Thanh Nhã lại thấy là nó có mở đường đi cho mình. Giống như là mình cũng bận rộn nhưng mình vẫn thọ Bát Quan Trai được, mình cũng bận rộn nhưng tự nhiên đến giờ cái mình đổi học trò được, mình đến với buổi sáng chủ nhật với thầy, thì mình có những cái buổi thầy giảng về sự tích của Đức Phật hoặc là vị La Hán nào đó ví dụ như vậy, cái tự nhiên mình hiểu thêm, mình cảm thấy là đưa Phật gần gũi với cái đời sống của mình, rồi mình thấy mình mong muốn được đến nhiều hơn. Dạ, chứ không đơn giản là tại vì anh biết khi nhiều khi mình đọc trong quyển kinh thì mình không có hiểu lắm. Mình nghe thầy giảng trực tiếp, thầy phân tích thì mình thấy mình có cái excited để mà mình đến chùa thường xuyên hơn. Dạ vâng. Đúng là như vậy. Dạ. Tại vì nếu mà mình đọc kinh không mà mình không có người hướng dẫn, dạ, thì đúng. Thật sự ra là không được hiểu được, không dám nói đến một đoạn, mình dạ, nhiều đúng một rồi. Vài câu nhiều khi cũng không hiểu được. Dạ đúng. Thành thử ra điều đó là một cái điều mà Minh Từ cũng thấy rất là tốt. Dạ. Tại vì một người mà có cuộc sống bận rộn như vậy mà vẫn sắp xếp được, giống như là Phật tử Diệu Nho chia sẻ, tức là mình chỉ cần biết sắp xếp lại được mà thôi. Dạ. Và có thể những cái giờ giấc đó mình có thể dành ra để mà mình làm thì nó mới có được, chứ nếu mà mình chờ đợi thì nó sẽ rất là không thể nào có. Thì mong rằng là cái sự tinh tấn đó của Phật tử Diệu Nho vẫn tiếp tục và sẽ có phát triển thêm trong những ngày sắp tới. Thì với cái chương trình mà hiện tại của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc có về giáo dục như vậy, thì qua những cái năm tháng mà sinh hoạt quen dần với lại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc, thì Phật tử Diệu Nho có dự tính là mình sẽ sắp xếp được một thời gian nào đó để mình tham dự những cái buổi học hoặc là tại lớp hoặc là tại online, có thể mà làm thêm, tăng trưởng thêm cái phước báo hoặc là lại trau dồi cho cái kiến thức mà bồi dưỡng cho thêm cái trí tuệ của mình hay không? Dạ thưa, chắc chắn sẽ là như vậy. Bởi vì như Thanh Nhã đã nói rằng nếu như mà có những khó khăn mà mình không ráng cố gắng vượt qua thì không bao giờ mình sẽ thực hiện được. Cho nên bây giờ tự nhiên Thanh Nhã vẫn bận rộn mà thậm chí bận rộn hơn trước rất là nhiều. Bởi vì gánh nặng gia đình mình cũng phải lo. Thì cuộc sống thì ai, mỗi người cũng sẽ một hoàn cảnh. Và nếu mình cứ để cuộc sống cuốn mình vào như vậy thì đến một ngày đó mình ngồi nhìn lại, mình thấy là mình mất được nhiều hơn là mình được. Thì khi mình tìm đến cửa Phật, khi mà mình được có duyên được nghe thầy giảng, mình được học những bài học về Phật, nó giúp cho cái đời sống tâm linh của mình nó thăng hoa, nó giúp cho cuộc sống của mình nó tốt hơn, và trời Phật mở đường cho mình đi, thì tại sao lại không? Phải không anh? Yeah. Và Thanh Nhã cũng được biết rằng thầy đang thực hiện những cái chương trình về giáo dục Phật học là
lại tạo điều kiện cho quý vị Phật tử không những ngay chỗ miền Nam California của mình, mà quý vị Phật tử khắp nơi trên thế giới, quý vị cũng có thể vào bodhephatquoc.org để mà quý vị xem những video clip thầy giảng, học những bài học mà quý vị miss, hoặc là mình tìm hiểu thêm về Phật pháp, rồi có những cái chương trình vấn đáp Phật pháp, vấn đáp Phật pháp, rồi mình có những cái news về Phật pháp nữa, thì cơ hội đã rộng mở hết cho mình rồi. Có hay không là mình ráng cố gắng mình lấy về, mình đem về cho bản thân của mình, rồi cho gia đình của mình và cho cái tâm của mình, thì chắc chắn rằng Thanh Nhã sẽ làm chuyện đó trong một cái ngày sớm nhất. Thọ bác quan trai thì Thanh Nhã ráng cố gắng sẽ đi hết, thu xếp công việc sẽ đi hết, rồi chủ sáng chủ nhật thì sẽ cố gắng đi đều hơn nữa, tại vì em bắt đầu em cảm thấy thích rồi. Rất là thích. Và hồi xưa đó, chị Quang Phương có nói với Thanh Nhã, nếu mà chưa đến cái lúc, chưa đến duyên, thầy nói em cũng không vô đầu. Thì em thấy đúng thiệt. Bây giờ mình không dám nói là duyên đến, hoặc là mình không dám nói là mình hay gì, nhưng mà tự nhiên từ từ mình cảm thấy mình lên được một bước, nó chút xíu thôi, nhưng mà mình cảm nhận được. Giống như là thầy giảng cái mình vô được chút xíu, cái mình ghi lại, cái lâu lâu mình ngồi mình lấy ra mình coi, chứ không giống như hồi đó là trong đầu mình không có gì hết. Mình cũng theo ba mẹ đến chùa, mình cũng đọc kinh lại Phật, nhưng không nhớ gì hết. Nhưng mà bây giờ nó chỉ là chút xíu thôi, nhưng mà cảm thấy là nó hơn hồi xưa được một phần nào đó. Thì tại sao mình lại say no? Chắc chắn sẽ là có đó anh. Vậy thì còn rất là cảm ơn cái lời chia sẻ chân thành đó của Diệu Nho. Chính là Diệu Nho đã vượt qua những cái trở ngại đó để mà tham dự các cái chương trình trong quá khứ, và bây giờ cũng có vạch ra những cái phương hướng để tham dự trong cái chương trình, những cái chương trình trong tương lai. Thì cái đó là do mình, chính mình cũng tạo ra khi mà đã, giống như Diệu Nho đã kể, thì mình thấy có cái mình đã thấy có một cái cánh cửa mở ra rồi, thì chỉ cần mình bước vào mà thôi. Thì đúng. Nếu mình không bước vào thì do sự chọn lựa của mình. Mà chính rằng là cái cảm nhận của Diệu Nho cho biết rằng là khi mà mình bước vào thì mình cảm thấy mình vui thích, và mình cảm thấy mình có thể tiến bộ lên từ từ. Thì đó là một cái điều mà mình thường nghĩ rằng là rất là đáng để mà tinh tấn. Thì trong cái chương trình giáo dục mà hiện thời thì và tương lai sẽ có những cái chương trình giáo dục về mở rộng lớn hơn nữa. Thì đối với một người mà có cái hoạch định, mặc dù đời sống rất là bận rộn như vậy, thì suy nghĩ như thế nào về cái vấn đề mà chương trình giáo dục mà có mở rộng hơn nữa cho những cái cấp bậc cao hơn nữa trong trong tương lai, thì Diệu Nho suy nghĩ như thế nào? Trong cái bối cảnh mà nền giáo dục Phật giáo như hiện nay, mình không nói riêng ở Hoa Kỳ, cộng đồng Việt Nam, mà mình nói khắp nơi trên thế giới, thì mọi người cũng biết rằng thầy Huyền Châu đã đưa ra những cái chương trình sơ trung đẳng Phật học và cao đẳng Phật học. Thì em biết rằng thầy sẽ gặp rất là nhiều những khó khăn, bởi vì quý vị cũng đã biết, khi mà chúng ta đến chùa thì hầu như mình thấy những đối tượng Phật tử đến chùa là quý vị lớn tuổi, mấy cô, mấy chú, mấy bác. Trẻ tuổi thì cũng có, nhưng mà em nghĩ là trẻ tuổi là mấy bé không có rành tiếng Việt. Cái thứ nhất, cái thứ hai là mấy bé cũng bận đi học rồi bận đi làm, cho nên cái việc mà sinh hoạt hàng tuần cũng đã khó rồi, nói chi là dẫn đến những cái chương trình mà giáo dục về Phật học. Nhưng mà mình nhìn đi lại là mình phải thấy rằng thầy đã vượt qua những cái khó khăn đó. Thầy cùng với ban tổ chức đã đem đến một cái việc rất là cao quý, gửi đến cho chúng ta những cái chương trình học như vậy, và khá là thành công trong suốt thời gian qua. Thì với một mục đích duy nhất là hy vọng rằng giới trẻ cỡ khoảng chừng mấy tuổi, mười mấy tuổi, hai mấy tuổi, hoặc là lứa tuổi của Thanh Nhã sẽ đến chùa không những là sinh hoạt đều đặn hơn, và tìm đến những cái lớp Phật học để mở mang tâm thức của mình, để hướng mình đi về đường đạo lẫn đường đời nó đúng hơn. Thì Thanh Nhã hy vọng rằng đây là một cái cơ duyên, và mở rộng hơn nữa để chúng ta biết đến những cái chương trình này, và chúng ta sẽ tìm đến để giúp cho cái đời sống tâm linh của mình. Và song song đó thì Thanh Nhã cũng rất là biết ơn thầy và ban tổ chức, bởi vì trong mùa Covid vừa qua vì rất là khó khăn, nhưng quý thầy và sư cô cũng như là ban tổ chức ở chùa cũng đã cho ra những khóa thọ bát quan trai mà trên TV một ngày, để mà hướng cho giới Phật tử theo được 8 giới tu tại gia. Thì đó là một cái công đức, một cái điều mà đáng quý và đáng trân trọng vô cùng. Hy vọng rằng mình cũng sẽ càng ngày, giới trẻ
sẽ biết đến Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc và nhiều hơn nữa những đối tượng đến tham gia chương trình sinh hoạt mỗi tuần và đăng ký những cái lớp tu học để tốt hơn cho bản thân mình. Dạ. Dạ vâng. Thì trong cái mục đích mà cũng giống như là cái tâm nguyện, cái chí nguyện của quý thầy, nhất là thầy giám viện Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc, thì cái việc mà hoằng truyền đạo pháp cũng giống như là dùng những cái mọi cái phương tiện trong cái chương trình giáo dục, thì tất cả những cái chương trình mà Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc đặt ra trong cái thời gian mà trong suốt cái thời gian vừa qua thì kể ra cũng là nhiều năm rồi. Yeah. Thì tất nhiên là dùng mọi phương tiện trên truyền hình để mà có thể phổ biến được, thì như là cái sự mà quan tâm của nhiều nho nói về vấn đề mà trẻ tuổi, thì mình thường nghĩ rằng là trong cái truyền hình của Bồ Đề Phật Quốc cũng có những cái chương trình dành cho các em thiếu nhi đó. Yeah. Nếu mà có thể thì cái đó cũng là dùng trong cả hai sinh ngữ, song ngữ Việt và tiếng Anh nữa. Yeah. Nhưng mà nếu mà có thể thì cái đó cũng là một cái điều kiện để cho các cháu nhỏ hoặc là các em thiếu nhi hoặc là các người trẻ nhỏ hoặc là họ chuyên biệt về vấn đề mà ngôn ngữ bản xứ thì có thể nghe lắng nghe để mà học hỏi được từ từ bước vào thì để mà học hiểu để làm quen. Ngoài ra cũng có những cái chương trình chắc mình thường nghĩ là cũng thích hợp với cái nghề của Phật tử Diệu Nho Thanh Nhã là vấn đề chương trình pháp nhạc âm. Dạ đúng rồi. Có nhiều bài bài sáng tác là pháp nhạc âm mà thầy cũng giảng nghĩa qua đó, hình lồng qua cái kiểu mà hình thức mà giống là âm nhạc để mình để cho mà cho mọi người có thể học hỏi được về kinh pháp. Dạ đúng rồi. Thật ra Thanh Nhã thấy rất là vui bởi vì trong những bữa thọ bác quan trai có những em bé khoảng chừng 7-8 tuổi thôi, nhưng đi theo ba mẹ ông bà ngồi nghe cả buổi luôn, ngồi ăn mà chỉnh chu trang nghiêm theo được nguyên một ngày cũng nhiều buổi đều đặn như vậy. Cho nên Thanh Nhã hy vọng và tin rằng tương lai của mình sẽ có những đối tượng trẻ tuổi đến với Phật Pháp và Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc nhiều hơn. Minh Thư cũng thấy rất là vui để mà tiếp chuyện với lại Phật tử Diệu Nho ngày hôm nay. Thì trước khi mà mình kết thúc chương trình thì Phật tử Diệu Nho có muốn gửi lời gì đến với lại quý khán giả đang theo dõi chương trình và có những cái lời chia sẻ nào khác hoặc là kêu gọi gì hay không? Dạ vâng. Trước khi kết thúc chương trình thì Thanh Nhã đặc biệt là kính cảm ơn chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Trời Phật đã phù hộ cho Thanh Nhã có cơ duyên để mà được gặp thầy Huyền Châu, được nghe thầy giảng, được tham dự các khóa tu học cũng như là có cơ hội để đến với thọ bát quan trai giới để giúp cho mình có một cái sức khỏe về tinh thần nó vững mạnh hơn để mình có thể đối phó đến những cái khó khăn trong đời sống này. Và sẵn đây con cũng xin tỏ lòng tri ân thầy Huyền Châu rất là nhiều bởi vì thầy đã dẫn dắt con đi đến cái con đường tu tập để tốt hơn cho cuộc sống của con. Nam Mô Di Phật, con cảm ơn thầy. Và Thanh Nhã cũng xin cảm ơn chị Quang Phương là một người chị rất là dễ thương và có tâm, cũng là bên cạnh chia sẻ giúp đỡ và dạy dỗ dẫn dắt Thanh Nhã đến đúng với con đường tu học. Thanh Nhã ước mong rằng trong tương lai sớm nhất, những cái ước mơ hoài bão của thầy Huyền Châu và ban tổ chức của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc sẽ thực hiện được, có nghĩa là chúng ta sẽ có thêm nhiều đối tượng trẻ tuổi đến với những chương trình Phật học, và kể cả quý vị Phật tử gần xa khắp nơi sẽ có thể là tu tập không những ngay tại chùa, và mình có thể vào bodephatquoc.org để mà mình học những cái lớp trên internet. Mọi người có thể là khó ngủ thì giống như Thanh Nhã buổi tối khó ngủ, mình nghe những cái kinh thầy giảng, những cái link đó, tự nhiên cái đầu mình hiểu hơn, cái tự nhiên hồi mình ngủ hồi nào không hay, nó rất là nhẹ nhàng và nó rất là giúp ích cho đời sống của mình. Cho nên con Nhã xin chúc thầy, xin chúc tất cả sư cô, quý Phật tử và xin chúc anh cũng như mọi người lúc nào cũng là bình an, nhiều sức khỏe và thân tâm an lạc. Dạ vâng, nếu mà quý Phật tử hoặc quý thầy có cần Thanh Nhã mà
giúp trong những cái chương trình ca nhạc như thế nào đó. Giống như Thanh Nhã cũng đã từng đi đàn cho các chùa thì mô Phật Thanh Nhã rất là sẵn lòng. Dạ, xin được một phần đóng góp cho những chương trình nếu cần ạ. Dạ vâng. Rất cảm ơn Minh Từ cũng thay mặt chương trình Duyên Lành Cứu Vật. Rất cảm ơn sự có mặt và hôm nay và những lời chia sẻ rất là chân tình của Phật tử Diệu Nho. Và mong rằng là trong tương lai Phật tử Diệu Nho sẽ cố gắng mà tham dự những cái buổi học mà hoặc là vượt qua được những cái chướng ngại sắp xếp cái thời gian của mình như là Phật tử đã mong muốn. Thì rất là một lần nữa rất là cảm ơn sự có mặt hôm nay và xin chúc cho Phật tử Diệu Nho luôn luôn được an vui. Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ xin chào quý vị và xin chào anh. Dạ thì hôm nay là chương trình Duyên Lành Cửa Phật xin phép được phép nói lời tạm biệt và hẹn vào lần sau. Mọi sự đóng góp ý kiến phát tâm tiếp nối chương trình giảng dạy Phật pháp cũng như là mọi câu hỏi thắc mắc về tu học, kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến Thầy Thích Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Trên đất nước có mùa xuân thắm tươi, đấng giác ngộ tuyệt vời đang ung dung bước tới. Ta đã từng may mắn quy y giáo pháp người, hãy cho ta tán thán con đường tới an.